Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình, lại một bộ truyện ngắn mình viết cách đây khá lâu. Bộ truyện có tiêu đề Chúng ta chia tay rồi, thể loại đam mỹ, ngược. Lại một mùa thu nữa lại đến, lá phong đỏ nhuộm kín cả sân bệnh viện. Vương Nguyên vừa bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Lưu, tay cậu vô thức nắm chặt lọ thuốc trắng. Gần 10 năm sống chung với bệnh tật, đã đến lúc cơ thể này cũng phải buông bỏ rồi. Tìm được người hiến tim đã khó, nhưng trái tim ấy lại phải phù hợp với cơ thể người tiếp nhận lại càng khó hơn. Nhà cậu tuy giàu có nhưng bà cũng không có cách nào cứu con trai, trái tim phù hợp ấy tiền cũng chẳng mua được. Vương Nguyên cả ngày ủ rũ ở nhà. Căn bệnh suy tim quái ác phát bệnh từ gần 10 năm trước cướp đi tuổi thơ của cậu. Mất đi những tự do của trẻ con, không còn được chơi bóng rổ môn cậu yêu thích. Không còn được chạy nhảy tự do như lũ bạn mỗi lần phát bệnh lại phải uống thuốc từng cơn co thắt ập đến đau thấu tâm can mẹ mất sớm từ nhỏ cậu chỉ có ba là chỗ dựa duy nhất ông cũng đã nỗ lực hết sức chạy chữa cho vương nguyên nhưng người tính không bằng trời tính bệnh tình ngày càng nặng thêm dùng thuốc trợ tim cũng chỉ là biện pháp ổn định cơn đau tạm thời vương nguyên nghe tiếng chuông điện thoại liền tắt đi cậu biết ai gọi hiện tại cũng không muốn nghe nếu nghe cậu sẽ khóc mất trước mặt người đó vương nguyên luôn muốn dựa dẫm có gì đều chia sẻ hết với anh vương nguyên nhắn tin lại cho vương tuấn khải chiều nay anh đợi em ở công viên em có chuyện muốn nói đầu dây bên kia giường như rất lo lắng rõ ràng là có chuyện gì đó em sao vậy mấy hôm trước đều không có đi học có phải có chuyện gì rồi không vương nguyên không buồn trả lời cậu để điện thoại lên bàn lờ đi những âm thanh thông báo có tin nhắn vương tuấn khải nhất định là rất lo lắng cho cậu nhưng tất cả đã không còn như lúc trước nữa rồi kiếp này đã định chúng ta không thể ở bên nhau quên đi đoạn tình cảm này chính là điều tốt nhất từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má thấm vào chăn nước mắt ti biến mất nhưng nỗi đau vẫn còn đó kéo dài vô tận tuấn khải quen biết vương nguyên từ lúc cậu mới lên đại học ấn tượng đầu tiên của anh chính là cậu con trai ngồi chơi piano tiếng dương cầm đó đã làm anh say khuôn mặt lãnh tĩnh của cậu con trai đó làm anh mê luyến không thôi cho đến tận bây giờ đã tính là yêu sâu sắc đến vạn kiếp bất phục vương nguyên vì đắm mình vào sự ôn nhu của vương tuấn khải mà thích anh chỉ muốn dựa vào anh, cả đời đều muốn bên cạnh nam nhân này. Nhưng ý muốn của bản thân lại nghịch ý trời. Chỉ vì căn bệnh suy tim mà không thể ở bên nhau. Vương Nguyên đứng dưới một góc phòng đỏ cười đắng chát. Vương Tuấn Khải đứng đợi ở góc cây đối diện nhìn thấy cậu liền chạy lại. Không quên tháo khăn quàng cổ của mình quàng lên người Vương Nguyên. Hôm nay trời nhiều gió, có chút lạnh, em không chịu chăm sóc cho bản thân gì cả. Chất giọng đậm ôn nhu. Sự quan tâm này đã khiến Vương Nguyên muốn khóc, hốc mắt đã đỏ cậu chỉ có thể kiềm chế mà gạt tay anh ra không cần anh sau này không cần quan tâm đến tôi nữa chiếc khăn len rơi xuống đất một cơn gió bút lạnh thổi qua cả người vương nguyên run lên không phải vì lạnh mà vì câu nói vừa thốt lên khỏi cửa miệng của mình vương tuấn khải vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại cậu có phải đã có chuyện gì xảy ra không cậu nhóc bình thường vẫn luôn dựa vào anh tất cả đều nói cho anh biết hôm nay lạ quá nhất định là đã có chuyện gì xảy ra vương tuấn khải chúng ta chia tay đi vương tuấn khải trong lòng hụt hẫng bao nhiêu vương nguyên càng đau khổ bấy nhiêu anh nắm lấy bả vai vương nguyên ôm chặt cậu vào lòng vương nguyên không kháng cự cậu biết đây là cái ôm cuối cùng vương tuấn khải thấy đau nhói lại càng ôm chặt cậu hơn em là đang nói đùa đúng không cậu âm thầm nắm lấy vạt áo anh kiềm chế xúc động lúc nào cũng thế cái ôm của nam nhân này đều cho cậu cảm giác an toàn cho cậu cảm giác ấm áp không muốn buông vương nguyên buông bỏ tay đang nắm vạt áo của anh giọng nói không chút độ ấm tin hay không tùy anh tình cảm của anh tôi đùa giỡn chán rồi nói đến đây vương tuấn khải bàng hoàng buông cánh tay đang ôm cậu vương nguyên nước mắt đã rơi thấm vào áo của anh câu nói tổn thương vương tuấn khải bao nhiêu thì chính là đang bóp nghẹt tim cậu bấy nhiêu vương nguyên thuận thế quay đi nếu còn ở lại cậu sẽ vì sự ôn nhu của anh mà thay đổi mất vương tuấn khải vẫn muốn níu kéo vẫn không muốn tin vương nguyên là đang đùa giỡn tình cảm của anh anh nắm lấy tay cậu vương nguyên vẫn không hề quay lại nước mắt ướt đẫm hay gò má em có phải hay không còn chuyện gì giấu anh vương nguyên anh biết không phải là người như vậy đúng vương nguyên mà vương tuấn khải biết là cậu nhóc dễ thương vạn nhất không bao giờ nói ra những lời làm tổn thương anh cũng sẽ nói yêu anh thật lòng không chút giả dối bông đùa vậy là trước nay anh không hề biết đến con người thật của tôi rồi thứ tôi muốn là có thể được, không lý nào vứt bỏ không được. Vương Tuấn Khải vốn là học trưởng trong lòng bao nữ sinh, bao nhiêu lời tỏ tình đều không chấp nhận một ai. Chỉ có một mình Vương Nguyên là được anh mở lòng. Thế nhưng người duy nhất ấy chỉ là đang bông đùa với tình cảm của anh, hạt thật ngốc nghếch cũng thật nghiệt ngã. Vương Nguyên cứ thế bước đi. Vương Tuấn Khải dần buông lỏng cánh tay, nhưng vẫn muốn níu kéo. Người mình yêu thương nhất đâu chỉ nói không yêu là không yêu, buông bỏ là buông bỏ được ngay. Ngay từ đầu giữa chúng ta đã không hề có tình cảm, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Cơn gió buốt lạnh lại thổi qua, Vương Nguyên bước đi thật nhanh. Cậu đã kìm chế ngoài sức chịu đựng của bản thân. Gió tạt qua hai gò má, nước mắt chạy ngược lại phía sau. Vương Tuấn Khải cảm nhận được thứ nước ấm bắn lên má mình. Nước cứ thế chảy dài trên gò má, giống như đang khóc. Anh nắm chặt áo trên ngực trái, nơi này rất đau. Vương Tuấn Khải cảm nhận được áo mình ướt một mảng trước ngực. Kết thúc như vậy, là điều tốt nhất cho cả hai vương nguyên mỗi tuần đều đi khám sức khỏe định kỳ quả nhiên sức khỏe dạo này lại càng yếu hơn từ lúc nói lời chia tay với vương tuấn khải cậu đều không buồn ăn uống tâm trạng trầm tĩnh cả ngày không nói một câu khi vương nguyên cùng ba bước ra khỏi bệnh viện cũng là lúc vương tuấn khải gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ lưu lưu trí hoành đẩy gọng kính nhìn vương tuấn khải đưa cho anh một tập tài liệu kết quả của cậu đây nhưng cậu thực sự muốn làm Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện với bác sĩ Lưu, anh dở hồ sơ ra xem. Thấy kết quả mới thở vào một cái, vậy thì tốt. Tôi không nghĩ là mình không thể làm. Bác sĩ Lưu chống tay cười, hiếm thấy được người như cậu đấy. Nhưng chúng tôi cũng không thể ép một người còn sống khỏe mạnh như cậu lên bàn mổ được. Vương Tuấn Khải đặt lại hồ sơ lên bàn, cười nói, cái này anh không cần phải lo. Tôi cũng sẽ không để cậu ấy phải chờ lâu. Tôi tự có cách của mình lưu trí hoành thở dài nhận lại tập hồ sơ sao tôi lại có cảm giác tội lỗi vương tuấn khải kéo ghế đứng dậy trước khi quay đi còn để lại một câu anh chỉ cần biết là tôi tự nguyện là được cũng không phải do ai ép buộc lưu trí hoành thở dài lần nữa khi nghe cửa đóng lại bản thân bác sĩ lưu cũng đã khuyên vương tuấn khải quá nhiều nhưng anh nhất quyết phải làm cho bằng được thôi thì cứ làm theo ý muốn của người ta đi dù sao cũng hoàn toàn là tự nguyện vương nguyên một mình đi dạo dưới hàng phong lá đỏ hai tuần trước là cậu tại đây nói lời chia tay vương tuấn khải nghĩ lại lại thấy đau đớn vô cùng hôm nay mới biết là đã có người đồng ý hiến tim cho cậu lại là trái tim phù hợp nữa quý giá vô cùng nhưng nói thế nào người kia cũng từ chối gặp mặt ba con cậu vương nguyên vui một phần buồn một phần chính cậu là người nói lời chia tay với anh trước bây giờ thật muốn anh ở bên cạnh vương nguyên hôm đó vừa khóc vừa tìm lại cái khăn của vương tuấn khải dưới đống lá phong hiện tại ngày nào cậu cũng quàng nó bên mình nó ấm áp như vòng tay của vương tuấn khải mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc đi đến đoạn ngã rẽ gió thu lại thổi mạnh lá phong rụng ngày càng nhiều hơn cậu đưa tay bắt một cái lá màu đỏ của lá phong thật đẹp cũng thật bi ai hình bóng thân thuộc lại hiện về trong ký ức lúc anh và cậu ở bên nhau thật đẹp nhưng tất cả đã trở thành quá khứ vương nguyên định quay lại liền thấy trước mặt mình là vương tuấn khải đang đi cùng một cô gái anh nắm tay cô gái ấy lướt qua cậu như không thấy vương nguyên vì đã lâu không thấy vương tuấn khải không kìm nổi xúc động liền gọi tuấn khải em có chuyện muốn nói cô gái ấy quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng còn vương tuấn khải chỉ dừng lại cũng không quay đầu lại anh lạnh lùng giữa chúng ta còn có gì để nói như cậu thấy tôi đã tìm được một người tôn trọng tình cảm của tôi chuyện giữa chúng ta kết thúc lâu rồi nói rồi anh nắm tay cô gái ấy tiếp tục bước đi vương nguyên hụt hẫng bản thân là người nói chia tay trước cũng không có tư cách trách vương tuấn khải cậu vẫn muốn giải thích chuyện ngày hôm đó bản thân vẫn luôn day dứt cậu liền đứng chắn trước mặt anh chuyện ngày hôm đó không phải như anh nghĩ em vương tuấn khải ngắt lời hoàn toàn không muốn nghe vương nguyên giải thích bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa bởi vì chúng ta chia tay rồi nói xong liền nhẹ nhàng nắm tay âu dương na na lướt qua vương nguyên nước mắt cậu đã rơi từng do từng do thấm đẫm đám lá phong dưới đất vương nguyên ôm lấy ngực trái đau buốt hơi thở cậu cũng không còn ổn định nữa cậu ôm lấy đau đớn mà rời đi, chỉ muốn trốn tránh tất cả. Lúc Vương Nguyên rời đi cũng là lúc Vương Tuấn Khải quỳ sụp xuống nền gạch. Anh nắm chặt lấy đám lá phong dưới đất như muốn nghiền nát chúng. Âu Dương Nana na muốn chạm vào bả vai anh lại thôi, lúc này nên để Vương Tuấn Khải một mình. Tại sao lại nghịch lý đến vậy? Đến với nhau khó vậy sao? Tất cả những lời nói dối đều là muốn tốt cho nhau, nhưng lại làm chính bản thân tổn thương đến tê tâm liệt phế. Vương Nguyên vì sức khỏe kém mà lưu lại bệnh viện luôn cậu lại trở về với dáng vẻ thường ngày không nói cũng không cười trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có năm từ chúng ta chia tay rồi mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy của vương tuấn khải lại khóc đến thương tâm cậu cả ngày chỉ ôm lấy chiếc khăn len đan tay ấy đêm đến lại ôm nó mà khóc nhưng mỗi đêm đều mơ thấy vương tuấn khải ôm mình vào lòng có một lần duy nhất trước hôm phẫu thuật anh có hôn cậu là mơ nhưng cảm nhận thật ngọt ngào bản thân vương nguyên chỉ muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ dù là ảo nhưng ít nhất nó không làm người ta đau khổ buổi sáng hôm ấy bác sĩ lưu vào thông báo cậu phải phẫu thuật gấp dù sao bệnh tình của cậu đã tính là không thể đợi lâu nếu thành công cậu cũng có chút vui về sau nếu không thể cùng anh vui vẻ thì cũng có thể nhìn anh hạnh phúc với người mà anh yêu còn nếu thất bại cậu cũng không còn gì để hối tiếc chỉ là người hiến tim cho cậu sẽ thất vọng mà thôi đã cố gắng hiến trái tim của mình cho người khác nhưng người đó lại không thể chiến đấu với số phận mà buông xuôi, phí hoài một thứ quý giá như trái tim. Lúc được tiêm thuốc mê, cậu mơ hồ nghe được giọng nói ôn nhu quen thuộc ấy, anh nắm lấy tay cậu, "Tiểu Nguyên, nhất định phải sống." Trước lúc mất đi hoàn toàn ý thức, cậu đã rơi nước mắt. Đến cuối cùng mới được nghe anh nói, "Cậu sẽ vì anh mà chiến đấu giành giật sự sống với tử thần, nhất định gặp lại anh." "Đợi em, nhất định phải đợi em giải thích cho anh. Em yêu anh." rất yêu anh máy monitor phát ra tiếng kêu pip pip dài tất cả chỉ số trên máy chỉ còn là những đường thẳng tắp bác sĩ lưu nhịp tim huyết áp đều về không rồi lưu trí hoành thở dài đặt banh cầm máu xuống khay tiếp tục cầm con dao mổ khác lên dù sao đó cũng là ý muốn của trời và cậu ấy tiểu nguyên tỉnh dậy nào chúng ta trễ học rồi ai vậy là ai tiểu nguyên hôm nay dẫn em đi chơi được không tuấn khải là anh phải không chúng ta chia tay rồi vương tuấn khải nắm tay một cô gái đi lướt qua vương nguyên một cái quay đầu nhìn cậu cũng không anh hạnh phúc rồi còn cậu chỉ biết một mình gặm nhấm nỗi đau vương nguyên cố gắng đuổi theo bóng lưng thân thuộc ấy cậu đưa cánh tay ra cố víu lấy áo anh nước mắt lã chã rơi tuấn khải anh đừng đi vương nguyên bừng tỉnh cả người đầy mồ hôi cậu vẫn nằm trên giường bệnh tay cậu đưa ra phía trước như muốn níu thứ gì đó thì ra nãy giờ đều là mơ vị y tá đến kiểm tra tình hình vương nguyên thấy cậu tỉnh lại liền vui mừng không thôi anh ta tông cửa chạy ra ngoài tìm lưu trí hoành bác sĩ lưu bệnh nhân tỉnh lại rồi nhưng rốt cuộc khi lưu trí hoành đến chỉ thấy vương nguyên trùm chăn kín mít ôm gối mà khóc cậu luôn miệng kêu tên vương tuấn khải vị y tá lúc nãy nghe tên vương tuấn khải quen quen liền quay ra hỏi bác sĩ lưu vương tuấn khải có phải người lần trước ừ chính là cậu ta đấy nhưng tạm thời đừng nói gì cho vương thiếu ra biết lưu trí hoành nhìn vương nguyên trùm kín chăn khóc như một đứa trẻ bị thương trong lòng thực cảm thấy có chút chua xót đứa trẻ này nếu biết được sự thật liệu đau khổ đến nhường nào một tháng sau vương nguyên được xuất viện trong thời gian một tháng đấy lúc nào cậu cũng mong ngóng vương tuấn khải đến thăm mình mặc dù cơ hội rất mong manh đi nữa nghe ba cậu kể lại vương nguyên sau khi phẫu thuật xong hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh lại nếu cậu không tỉnh dậy sớm nguy cơ cậu trở thành người thực vật rất cao cũng may nếu không phải nhờ câu nói ấy của vương tuấn khải có lẽ cậu cũng không thể tỉnh lại trong suốt ba ngày mê man ấy cậu chỉ mơ thấy mình và vương tuấn khải khi ở cạnh nhau vui vẻ hạnh phúc biết bao nhưng cuối cùng lại vì câu nói chúng ta chia tay rồi mà vỡ mộng tỉnh lại cậu lại đến nơi đầy ắp kỷ niệm ấy hàng cây phong lá đỏ ở công viên nơi vương tuấn khải lần đầu tỏ tình với cậu nhưng cũng là nơi mà chính tay cậu cắt đứt mối lương duyên này nghĩ đến lại càng xót xa đầy thương cảm cậu nhớ đến anh nhớ đến mọi kỷ niệm cậu và anh đã không gặp nhau hơn một tháng rồi không biết anh hiện tại ra sao, có hạnh phúc không? Còn cậu hiện tại đau lắm, tim cũng rất đau. Vương Nguyên nắm chặt áo bên ngực trái. Từ khi nào nơi này lại nhói lên mỗi lần bản thân nghĩ tới ba từ Vương Tuấn Khải. Cậu đã yêu sâu sắc đến đau đớn rồi. Lúc Vương Nguyên định rời đi, cậu liền nhìn thấy Âu Dương Nana Na từ phía trước tiến lại gần mình. Vương Nguyên không muốn nhìn thấy Nana, Na, lại càng không muốn nhìn thấy anh đi cùng cô ấy nên chỉ đành tự mình rút lui coi như không nhìn thấy Âu Dương Nana. Na nhưng cô thấy Vương Nguyên định quay đi liền gọi giật lại, Vương Nguyên khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói. Vương Nguyên quỳ sụp xuống trước một ngôi mộ trắng ở Nghĩa Trang, nước mắt cậu không tự chủ rơi ngày một nhiều. Tay cậu run run sờ lên bức ảnh trên ngôi mộ Tuấn Khải. Tại sao, tại sao anh không nói cho em biết? Âu Dương Nana Na đã kể hết cho cậu biết Vương Tuấn Khải chính là người hiến tim cho cậu. Anh vẫn luôn không tin vào những lời nói dối của cậu hôm đó. Ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả âm thầm theo dõi cậu mấy ngày mới biết cậu bị bệnh gì vương tuấn khải sau khi biết bệnh tình của vương nguyên liền không do dự đàm phán cùng bác sĩ lưu xét nghiệm kết quả của anh có phù hợp với vương nguyên hay không ông trời đã giúp vương tuấn khải trái tim có thể cứu cậu lại nằm trong cơ thể anh vương nguyên cuối cùng cũng biết vì sao người hiến tim đấy không công bố danh tính cũng không chịu gặp bố con cậu bao giờ rồi ngày ấy cùng âu dương na na đóng chung một vở kịch lừa vương nguyên cũng chỉ là do hai người ngẫu nhiên gặp nên anh mới tùy cơ ứng biến cả những hôm trong bệnh viện đều không phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật vương tuấn khải luôn bên cạnh cậu ôm cậu chìm vào giấc ngủ đến cả lúc cậu phẫu thuật bàn tay vương tuấn khải đầy máu nắm lấy tay cậu tiểu nguyên nhất định phải sống hai người nằm bên cạnh nhau một người hy sinh cuộc đời cho người kia trao cho người ấy cơ hội được sống một người chờ cái chết đang dần ập đến một người lại vì người kia mà chiến đấu, giành giật từng tia hy vọng sống sót với tử thần. Vương Nguyên ôm lấy bia mộ trắng không ngừng khóc, tấm ảnh của Vương Tuấn Khải, anh vẫn cười đến hạnh phúc. Tuy chỉ là tấm ảnh nhưng nó cũng như tâm trạng của anh lúc đó, anh không hối hận khi hy sinh bản thân để người anh yêu nhất được sống, anh tại sao lại ngốc như vậy? Anh là đồ ngốc, giọng nói run run mơ hồ lúc Vương Nguyên chuẩn bị phẫu thuật cậu nghe rất rõ vương tuấn khải lúc ấy chuẩn bị sẵn cái chết cho mình anh tự lao ra đường lúc xe đi lại tấp lập vì vương nguyên đã không thể đợi lâu hơn được nữa chỉ có khi người đồng ý hiến chết đi thì người nhận trái tim ấy mới có cơ hội sống sót vương tuấn khải nguyện vì vương nguyên mà không tiếc mạng mình anh trao cho cậu cả trái tim của anh anh trao trái tim cho người anh yêu nhất vương nguyên sờ lên ngực trái nơi này có trái tim của anh có một phần cơ thể anh nếu sớm biết như vậy em đã không buông tay anh nhất quyết giữ anh bên mình dù em có chết cũng không muốn anh chết trước em lại càng không muốn anh vì em mà hy sinh nhiều đến thế trên đời nếu có nhiều cái nếu như khẳng định ta sẽ chẳng bao giờ lỡ mất điều gì cả nhưng đời lại như vậy đấy nó dạy chúng ta biết cách trân trọng biết thế nào là tiếc nuối hối hận vương tuấn khải nói chúng ta chia tay rồi chính là một lời vĩnh biệt của anh đối với vương nguyên anh muốn trao cho em trái tim này như một lời khẳng định rằng em là người duy nhất có quyền nắm giữ trái tim anh đối với bản thân anh hoàn toàn tự nguyện để em được sống thấy nụ cười nở trên môi em là lý do duy nhất để anh tồn tại anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em chỉ là em không thấy cũng không cảm nhận được mà thôi em mang trái tim của anh chính là chúng ta hòa chung làm một cùng chung sống trên đời em cũng không cần phải buồn cũng không cần đau khổ em còn có trái tim của anh an ủi mỗi khi buồn cậu con trai cứ quỳ sụp tại nơi đó nước mắt đã sớm cạn khô nhưng bóng lưng ấy không hề cô đơn bởi vì đằng sau luôn có một người dõi theo âm thầm bảo vệ tình yêu giữa họ là cả một khoảng trời hy sinh cả hai đều vì nhau mà đau khổ đều vì nhau mà hy sinh nhiều đến thế nhưng cuối cùng lại là sự ngăn cách giữa hai thế giới anh ở một nơi cậu không thể nhìn thấy cũng không thể chạm tới chỉ có anh mới thấy cậu nhưng cũng không thể chạm vào người mà anh yêu thương chỉ có thể âm thầm bên cạnh mà ôm lấy người không thể ôm chạm vào người không thể chạm và bảo vệ người mãi mãi không thấy mình gió thu lại thoảng qua nhưng không còn cảm giác lạnh buốt như lần cậu buông lời chia tay mà ấm áp như chiếc khăn len đan tay anh đã quàng lên người cậu lúc đó ấm áp như vòng tay của anh một cơn gió thu ấm áp sao toàn văn hoàn cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ chuyện nếu thấy hay hãy để lại một lượt thích và một lượt bình luận nhé